ở khu vực san hô. Sau này sẽ tất cả ở đây sẽ cho thuê miễn phí này các bạn ạ. Xin chào các bác, đây chính là công viên biển tạo sóng Rồi Gói Bắc, rộng 18 hectare đấy ạ. Ngày mai thì các bác và quý anh chị cùng Minh Chiến đi một vòng, dạo một vòng quanh xung quanh biển hồ tạo sóng nhá. Rất là nhiều các bác quý anh chị ở xa chưa có cơ hội đến, hay là các anh chị cô chú ở bên nước ngoài ạ, chưa có điều kiện đến với cả dự án, chưa sắp xếp thời gian xuống được, thì nhân tiện đến video này Minh Chiến sẽ đi một vòng quanh dự án để có đôi lời chia sẻ đến với toàn thể các bác quý anh chị. Thì đây là cái trục đường ở bên cạnh của Minh Chiến đấy, bên cạnh sau này những cái khu vực quay rào như này nhá các bác, thì sẽ là chung cư. Hiện tại thì các bác quý anh chị có thể thấy là phía đằng sau kia đó là những căn shop house ở bên phân khu san hô. Đây, Minh Chiến sẽ đứng để các bác quý anh chị có thể những mái tôn màu đỏ ấy ạ. Đấy, đây sẽ là những cái căn shop house ở bên phân khu san hô. Những cái căn này thì hiện tại chủ tư đang hoàn thiện này. Chủ tư đã hoàn thiện nha các bác, và đang cho thuê với mức giá cũng khá là hợp lý, 7,2 triệu một căn, hoàn thiện là 2 tầng. Thì bên này sau này sẽ là chung cư Masterline, sẽ ôm trọn công viên biển tạo sóng Rồi Gói Bắc rộng 18 hectare luôn nha các bác. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, là ngày 29, thì thời tiết cũng khá là lạnh. Cho nên là việc mà khách hàng đến công viên biển tạo sóng này thì gần như là sẽ không có. Chủ yếu sẽ là mùa hè. Nói chung là vẫn tập trung chủ yếu, mình chuyển đánh giá vẫn tập trung chủ yếu sẽ là mùa hè. Mùa hè thì khách hàng sẽ đến đây khá là nhiều, gần như là gọi là cái cung đường này lúc nào cũng kín xe, không có chỗ đỗ xe luôn nha các bác. Và thực tế thì như bây giờ mình chuyển đánh giá rằng là các bác quý anh chị dần dần chúng ta sẽ có một cái gọi là dần dần thay đổi cái thói quen. Ngày xưa thì chúng ta bất kỳ cái thói quen nào thì cũng phải có cái sự thay đổi dần dần. Và bây giờ thì mình chuyển cảm thấy rằng là chúng ta sẽ không cần phải đi quá xa nữa, không phải đi ra Quảng Ninh, không phải đi ra một bất kỳ chỗ nào đó quá xa nếu mà chúng ta không có điều kiện hay là không có thời gian. Thì chính ở tại Ocean City chúng ta có tổ hợp bộ ba dự án Ocean Park 1, Ocean Park 2 và Ocean Park 3, phải không ạ? Thì Ocean Park 1 đã hình thành, hiện tại thì đang chủ yếu là còn hàng của bên chung cư. Thì cái tệp cư dân chung cư đổ về từ trong nội đô, đổ về Ocean Park 1 khá là nhiều. Cụ thể đó là giá của chung cư tại Ocean Park 1 đã có những bước tăng giá hơn rất là nhiều so với cả năm 2023. Và Ocean Park 2 với Ocean Park 3. Ocean Park 2, Ocean Park 3 chúng ta có những cái đại tiện ích lớn, chẳng hạn như là trung tâm thương mại sẽ được khai trương vào trong năm nay, hay là Vinschool sẽ được khai giảng vào tháng 9 năm nay, thì sẽ kéo một lượng cư dân đổ về đây để cho con cái có thể đi học tập. Và hàng quán thì bây giờ cũng đang khá là nhiều rồi. Thì có một cái lịch trình, gọi là lịch trình để các bác quý chị có thể lựa chọn đi chơi sau này. Đó chính là chúng ta đi tắm biển ở tại đây. Chúng ta có biển tạo sóng Rồi Gói Bắc. Và chúng ta có biển 4 mùa Four Seasons ở bên Đa Bắc 3. Sau khi mà các bác quý chị chúng ta đi tắm biển xong thì chúng ta sẽ đặt thuê một căn homestay ở tại đây. Homestay, giá homestay ở tại Ocean Park 2 và Ocean Park 3 bây giờ đang rơi vào khoảng 500. Trung bình sẽ là 500 một phòng. Các bác chị cần cao cấp hơn thì cũng sẽ có đơn giá như 800 hay là đến 1,5 triệu. Thì dịch vụ homestay ở dưới này cũng đang khá là phát triển. Thì chúng ta có thể thuê một phòng hoặc là thuê hẳn nguyên một căn cùng với cả gia đình về đây trải nghiệm, vui chơi giải trí 2 ngày 1 đêm. Ban ngày thì chúng ta đi tắm biển, buổi tối thì các bác quý chị có thể đi sang bên Mega Grand Go để vui chơi, ăn uống, nhảy nhót, hay là có những hoạt động của chủ tư nữa, đó là ca sĩ bài hát chẳng hạn. Thì trong mùa hè 2024 thì chủ tư sẽ triển khai rất nhiều các chương trình ở tại chính dự án như các bác. Chủ tư cũng đang triển khai dần rồi như các bác, tức là sẽ đang trong quá trình coi như là mùa đông sẽ là mùa bảo dưỡng cũng như là để phát triển. Mùa đông sẽ là mùa bảo dưỡng để phát triển và nâng cấp các hạ tầng cơ sở vật chất ở tại trong công viên tạo sóng Rồi Gói Bắc. Giá vé ở đây thì sẽ là 50.000, nếu mà chúng ta không tham quan thì 50.000 thì chúng ta có thể vào tham quan, chúng ta không tắm biển. Còn là từ 150 đổ lên, 150 cho đến 250 là một người. Đấy. Cư dân thì ở tại đây thì sẽ được hỗ trợ một phần. Đấy, hiện tại thì xe buýt đã có các tuyến để đi về đây từ trong nội đô thành phố. Ở tại công viên biển tạo sóng Rồi Gói Bắc này thì chúng ta sẽ có đó là phân khu san hô. Ở san hô cũng chính là
phân khu làm coi như là làm ôm trọn luôn công viên biển tạo sóng rồi các bác. Và đây là cái trục san hô 19. San hô này thì đã có rất là nhiều cư dân về ở rồi nha các bác. Các bác quý chị nhìn là có vẻ là vắng phớt, có vẻ vắng thế thôi, nhưng mà thực tế thì đã có người ở và dịch vụ homestay ở tại những cái căn san hô này cũng rất là phát triển, rất là nhiều khách hàng thuê ở tại san hô. Tại vì là chúng ta thấy là gần như các khu đô thị ở trong Vinhome thì chúng ta luôn luôn có sự yên tĩnh, còn sôi động, để mà sôi động được thì chắc chắn là phải có những cái phân khu cao tầng hay là chung cư của dự án về rồi. Ở đâu thực tế khá là nhiều các bác quý chị đã về đây ở hoặc là hoàn thiện cũng như là để cho thuê rồi, chứ không phải là vắng đâu nha các bác. Hiện tại chính nội tại của dự án bây giờ thì đã rất nhiều người rồi, rất nhiều người về ở, cho đến là cán bộ công nhân viên của Vin nữa. Hàng quán ở đây thì sẽ được quy hoạch về các khu vực tập trung, ta sẽ quy hết về một mối bởi vì dự án khá là rộng, lên tới là hơn 400 hectare. Đây là trục ở san hô 13, đây là trục ở song đập shop house nha các bác. Trục này thì có đơn giá khá là cao, trung bình sẽ là hơn 40 tỷ một căn. Đây là trục ở san hô. Còn đây sẽ là trục ở mega, đây sẽ là trục ở thương mại dịch vụ này các bác này. Còn đây, đây bên này chúng ta thấy là công viên biển tạo sóng đây ạ. Một là vòng tròn, ở đây chúng ta sẽ có 3 biển. Và sẽ có ba cổng chính để các quý chị có thể đi vào. Thì ở đây sẽ là những cái shop thương mại dịch vụ ở bên khu vực san hô. Sau này sẽ, tất cả ở đây sẽ cho thuê miễn phí này các bác ạ. Đấy, các quý chị mà cần đặt chỗ luôn thì có thể liên hệ ngay với Minh Chiến để đặt chỗ tất cả ở các vị trí ở đây. Đây, đây chính là công viên biển tạo sóng. Hợp đồng có thể là hợp đồng ký 2-3 năm, hợp đồng ký 3 năm. Cho thuê có thể miễn phí 18 tháng cho đến 2 năm. Đây, tất cả ở đây sẽ đều được cho thuê miễn phí. Các bác quý chị mà có cơ hội kinh doanh hay là chúng ta làm nhà hàng thì có thể tranh thủ cơ hội nha. Liên hệ với Minh Chiến để đặt chỗ tất cả những cái vị trí ở đây nha các bác. Đây là thương mại dịch vụ nha các bác, đất 50 năm. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn thay vì mua có thể thuê để hoạt động phát triển kinh doanh. Và đây là cổng của công viên đây nha các bác này. Đây là một video rất là thực tế, đây chính là cổng công viên tập trung đông người nhất của dự án. Minh Chiến chia sẻ thẳng với cả các bác và anh chị, đây sẽ là cổng tập trung đông người nhất của dự án nha. Đây sẽ là shop cho thuê miễn phí đấy. Các bác quý chị cần hỗ trợ đặt chỗ thì có thể liên hệ ngay với Minh Chiến để trước khi mà chúng ta bỏ lỡ một cái cơ hội đó là tuyệt vời ở tại chính dự án. Ok, phía trước thì sẽ là phân khu cây thao với cả bên The Village nha các bác. Ở bên đó cũng đã có chương trình chính sách cho thuê miễn phí. Ở bên cây thao thì tháng 4 sẽ khai trương, còn bên Village thì đã khai trương rồi, đã đi hoạt động kinh doanh rồi. Đấy, ok, nếu mà các bác quý chị cần cập nhật thông tin hay là chúng ta cần hỗ trợ những cái thông tin trong quá trình mà các bác và quý chị đi tìm hiểu mua đầu tư tại dự án thì có thể liên hệ với chị qua số online đó 0965886822, hoặc các bác quý chị có thể vào group Zalo và group Zalo mình chiến để mã QR code trên màn hình, hoặc là các bác quý chị có thể đăng ký ở phía dưới phần bình luận đấy, thì vào đó thì mình chiến sẽ có những cái cập nhật thông tin thường xuyên để mà toàn thể các bác quý chị chúng ta có những cái thông tin thường xuyên update mới nhất về dự án Ocean Park 2, Ocean Park 3 hay là Ocean Park 1. Ở trong 2024 thì sẽ có còn rất là nhiều các dự án khác nữa. Ok, hẹn gặp lại các bác quý chị trong các video clip tiếp theo và hẹn gặp lại. Và nếu mà thấy hay các bác quý chị có thể để lại cho mình chiến xin một like nhá. Ok, hẹn gặp lại các bác.